Xin kính chào quý vị và các bạn. Đêm qua đến sáng nay ngày 5 tháng 6, ở khu vực Bắc Bộ có mưa vừa mưa to. Cục bộ có mưa rất to với lượng mưa hơn 200mm, như là tại Bản Quan, Lào Cai là 271,6mm, Bản Giang, Lai Châu là 213,6mm. Những cảnh báo về sạt lở đất đá, lũ quét, ngập úng đã được đưa ra cho người dân để phòng tránh. Tại thủ đô Hà Nội cũng đã có mưa vừa đến mưa to, cục bộ có nơi trên 100mm như là ở Quan Hoa là 155mm, Láng Thượng là 116,4mm, khiến nhiều tuyến phố bị ngập úng, đi cùng với đó là hiện tượng sấm sét. Và theo đài khí tượng Cao Không, có 454 cú sét đã đánh xuống mặt đất chỉ trong vòng là 10 phút ở Hà Nội. Và tất cả thì khiến giao thông đã bị ùn tắc vào giờ cao điểm sáng nay. Dự báo từ nay đến đêm mai ngày 6 tháng 6, ở khu vực Bắc Bộ sẽ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến là từ 40 đến 100mm và có nơi là trên 200mm. Người dân cần phải đề phòng tố lốc trong cơn dông, cũng như là nguy cơ sạt lở đất đá, lũ quét vùng đồi núi và ngập úng vùng trũng thấp ven sông. Với miền Trung, rãnh mây dông và vùng hội tụ gió cũng tác động đến khu vực phía Bắc của miền Trung. Trọng tâm là hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An khiến cho trời nhiều mây và có mưa rải rác, tập trung từ chiều tối nay, nhiệt độ vì thế mà giảm còn từ 33 đến 34 độ. Còn từ Quảng Bình trở vào thì trời còn nắng nóng với mức nhiệt phổ biến là từ 35 đến 37 độ và có nơi còn cao hơn. Thành phố Đà Nẵng không nằm trong vùng tác động của rãnh mây dông phía Bắc nên xác suất xảy ra mưa dông thấp, ban ngày có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất là từ 35 đến 36 độ. Với các tỉnh thành phía Nam, gió mùa Tây Nam đang tăng cấp, mưa dông đang dần quay trở lại. Chiều và tối nay, những cơn mưa rào và dông tiếp tục xuất hiện với diện mưa ở mức rải rác. Cục bộ có điểm mưa vừa đến mưa to kèm theo dông mạnh. Người dân cần phải đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan. Do có mưa nên nhiệt độ các tỉnh phía Nam sẽ không cao. Như là tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ cao nhất trưa chiều nay sẽ chỉ quanh mức 33 đến 34 độ. Đến chiều tối thì do có mưa nên nhiệt độ sẽ giảm nhanh, thấp nhất đêm nay ở dưới mức là 27 độ, trời dịu mát. Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho biết, thời gian phát lương hưu, trợ cấp xã hội tại các điểm chi trả xã, phường, thị trấn từ đầu tháng 6 đến hết ngày 10 tháng 6. Còn các điểm giao dịch của Bưu điện là từ ngày 11 tháng 6 đến hết ngày 25 tháng 6. Theo đó, tháng 6 năm 2024, Bưu điện Việt Nam chi trả lương hưu, bảo hiểm xã hội cho trên 3,3 triệu người hưởng với số tiền là hơn 18.000 tỷ đồng. Hai ngành bảo hiểm xã hội và bưu điện sẽ tích cực phối hợp chi trả đầy đủ, kịp thời lương hưu và trợ cấp hàng tháng cho người dân. Đồng thời khuyến khích bà con không nhận tiền mặt. Khi đến nơi chi trả, người hưởng hoặc là người được ủy quyền cần mang theo thẻ chi trả, giấy ủy quyền còn hiệu lực. Những người già yếu, đeo đơn, không có khả năng đi lại, không có người nhận thay thì sẽ được ngành bưu điện chi trả tại nhà và sẽ không thu phí.